Thọ Nhật Bãi xin kính chào các bác ạ. Bắt đầu từ hôm nay thì kênh Thọ Nhật Bãi sẽ cập nhật thêm sản phẩm mới các bác nha. Đó chính là dòng xe đạp bãi Nhật. Trong cái video ngày hôm nay thì Thọ Nhật Bãi giới thiệu cho các bác một chiếc xe mini điện các bác nha. Mini Nhật, nội địa Nhật và chạy điện. Đấy. Thế thì mọi thông tin liên hệ mua hàng thì các bác kết nối với số điện thoại và số Zalo là 0358658855 các bác nhé. Các bác tiện thì gọi điện, mà không tiện thì có thể nhắn tin kết nối Zalo để lấy thông tin hình ảnh cũng như là video của sản phẩm, những cái hình ảnh chi tiết nhất của sản phẩm trước khi các bác quyết định mua hàng. Vâng, dòng xe đạp bãi Nhật thì cũng đã rất là phổ biến ở Việt Nam rồi. Thì hôm nay Thọ Nhật Bãi cập nhật cho các bác một chiếc xe mini nội địa Nhật. Và chiếc xe này chạy điện các bác nhé, chạy điện, có bình ắc quy, có động cơ và thương hiệu xe là Yamaha. Thương hiệu xe Yamaha nội địa Nhật, xe khung nhôm các bác nhé, xe khung nhôm. Màu này là màu xanh dạng xanh chì các bác ạ, và màu rất là đẹp luôn. Có cả cái gác ba gà phía sau rất là chắc chắn để các ông, các bà có thể là đưa đón cháu đi học này. Có một chiếc giỏ rất là to, đấy, bằng inox các bác nha, inox chống rỉ để các ông, các bà hoặc là các chị, các mẹ có thể là đi chợ, đấy, rất là tiện lợi. Một chiếc xe rất nhiều tiện ích các bác nha, rất nhiều tiện ích đến từ thương hiệu Yamaha nội địa Nhật. Và chiếc xe này sẽ phù hợp với những người có chiều cao từ 1m50 trở lên, 1m50 đến 1m75-80 đều đi được hết các bác nha. Với chiếc yên là chúng ta có thể nâng lên hạ xuống, và bên này thì chúng ta có một chiếc tai này, tai hồng này, để chúng ta là mở ra các bác nhé, mở ra để chúng ta quay, chúng ta nâng yên lên rất là đơn giản, không cần phải cà lê, không cần phải quá nhiều kỹ thuật gì cả, chỉ dùng cái tai hồng này thôi là các bác có thể nâng yên này lên. Yên thì làm bằng chất liệu da cao cấp các bác nhé, rất là đẹp, màu da bò. Đấy. Màu sơn thì đang còn đẹp các bác này, tỷ lệ xước sát thì một vài chỗ không đáng kể, gọi là xước lông chuột thôi. Đây các bác có thể thấy tem Nhật đây các bác nhé. Đấy, tem Nhật. Đấy. Đây, những cái thông số. Rồi tem Nhật đây các bác này. Dòng Yamaha này thì nó siêu bền rồi các bác nhé, siêu bền. Ở đây sẽ được trang bị một cái cục pin. Đấy, cục pin sạc ở đây các bác nhé. Mỗi một lần sạc đầy thì chúng ta sẽ đi được khoảng tầm 30 cây số. Đấy, và trung bình tuổi thọ mỗi cục pin thì chúng ta sẽ dùng được khoảng 3 năm các bác nhé. Đấy, ai dùng biết cách dùng mà dùng chăm chút, dùng đều ấy thì nó lại được lâu. Thế còn mà để mà thỉnh thoảng quá ít mà không đi thì đôi khi nó lại không tốt đâu các bác nhé. Đối với dòng xe điện thì chúng ta cũng nên chạy đều. Nói chung là cố gắng một tuần là phải đi phải sạc, phải đi được 1-2 lần trở lên. Đấy, còn nếu mà đi hàng ngày được thì tốt quá các bạn. Đối với dòng điện thì chúng ta là phải đây chìa khóa đây các bác nhé. Khi bật lên thì các bác sẽ thấy là hiển thị các cái mức pin này. Đấy, và bây giờ em sẽ ga lên cho các bác xem. Đấy. Đấy. Và cực kỳ bon các bác nhé. Máy móc hoạt động trơn tru. Nói chung là đối với dòng Nhật Bãi thì các bác biết rồi. Độ bền của nó thì không cần phải chê các bác nhé. Độ bền của nó thì không cần phải bàn cãi. Nó tốt mà các bác muốn nói xấu nó cũng không được các bác. Rất là bòn các bác nha. Vành viết cân đối, về chỉ việc đi thôi. Các bác không cần phải cân chỉnh thêm gì. Về chữ sạc pin, hết pin là sạc thôi, là đi. Vành của nó là bằng chất liệu thép không rỉ các bác nhé, chất liệu thép không rỉ. Thời gian trôi qua thì nó vẫn cứ bóng đẹp như thế này. Cứ lau đi là các bác có thể soi gương được luôn. Nó bằng cái chất liệu thép cực kỳ tốt các bác nhé. Và kích thước của nó sẽ là 26 nhân 13/8. Đấy, vành này, vành có chữ B dập chìm ở đây, là vành của Bizito nội địa Nhật, một trong những cái thương hiệu mà chuyên sản xuất linh kiện xe các bác nhé. Hệ thống nan hoa thì bằng inox zin theo xe, và cái đùm số thì là nó ở cái mayer phía sau này các bác này. Đấy, cái đùm số đây. Đấy, đùm số đấy các bác nhé. Nói chung là đồ đoàn con này đang còn nhìn rất đẹp, xích clip mọi thứ. Lốp kích thước là 26 nhân 1/2 các bác nhé. 26, lốp 26 nó là kích thước lốp chung rồi. K-
kích thước lốp chung. Đấy, và nó là lốp zin theo xe các bác nhé, lốp zin theo xe. Đấy, các bác có thể nhìn thấy chữ nhật ở đây. Đấy, lốp zin theo xe. Một chiếc giỏ bằng inox chắc chắn này các bác này. Đấy, nói chung là với chiếc giỏ này thì các bác có thể là chở cháu đi học mà để cái cặp lên đây, đúng không ạ? Hoặc là các bác đi chợ, các ông các bà đi chợ thì là chúng ta cũng để được rất là nhiều đồ ăn ở trên cái giỏ này. Nói chung là rất là tiện lợi các bác nhé. Đấy, ghi đông, ghi đông của nó cũng bằng một cái loại thép không dỉ, rất đẹp. Và tỷ lệ xước sát thì nó chỉ hơi xước nhẹ một chút thôi các bạn. Nói chung là không đáng kể, không đáng kể các bác nhé. Đây, ở đây các bác sẽ thấy những chiếc tem Nhật này. Đấy, Yamaha này. Đấy, tem Nhật này. Và một chiếc xe đã qua sử dụng tại Nhật, nội địa Nhật các bác nhé. Nội địa Nhật. Đây em quay cho bác xem phanh của nó này. Má phanh còn zin này. Đấy, cái chất màu phanh của nó đang còn sáng đẹp. Đấy, và phía trước chúng ta có một chiếc đèn 3 mắt các bác nhé. Đèn zin 3 mắt. Đấy, vành là vành thép không dỉ của Bizito. Đấy. Nan hoa inox chân đồng các bác nhá, chân đồng. Nan hoa inox chân đồng. Còn cái khung này thì là khung nhôm. Đấy, đây là những cái mối hàn vây cá của khung nhôm các bác này. Đấy. Đây. Ở trên xe thì nó hơi bẩn một chút, cái này để lau chùi đi các bác nhá. Đấy, xe về thì nhiều khi người này đi người kia đi thì nó hơi bẩn một chút. Nói chung là lau chùi đi thì nó sẽ sạch sẽ. Đối với cục pin này thì bên em bảo hành cho các bác là 6 tháng các bác nhá. Pin thì bảo hành 6 tháng. Đấy, còn các bác mà dùng ấy, thì trung bình cứ khoảng 3 năm thì các bác phải thay. Nó cũng giống như xe máy điện thôi. Đấy, thì tất cả các cái linh kiện này đối với một cục pin bây giờ như các bác thay nó có dao động giá tầm 500-600 nghìn. Còn cái loại đắt loại tốt thì nó rơi vào khoảng tầm 1 triệu đến 2 triệu các bác nhá. Vâng, và chiếc xe mini Yamaha nội địa Nhật này, Nhật bãi, thọ Nhật bãi, giao lưu với các bác ở mức giá là 10 triệu 500 nghìn đồng, bao ship tận nhà các bác nhé. 10 triệu 500 nghìn đồng, bao ship tận nhà. Để liên hệ mua xe thì các bác gọi điện, nhắn tin cho số điện thoại 035-865-8855. Về phương thức mua hàng các bác chỉ cần cọc cho bên em 1 triệu thôi. Sau đấy bên em sẽ gửi hàng đến tận nhà cho các bác kiểm tra, đi test, rồi lúc đấy mới thanh toán nốt số tiền còn lại các bác nhé.